Chào mừng các bạn đã đến với trang web www.dịchvucongdong.com. Chương trình hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ C do nhóm XYZ trình bày. Trong chapter này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện một chương trình đơn giản, chương trình tính nghiệm của phương trình bậc 2. Mục đích của chương trình này là để giới thiệu cho các bạn về cấu trúc của một chương trình C là như thế nào. Các bạn biết chương trình C thì ở cái vùng đầu tiên sẽ là cái vùng để cho các bạn include những cái file. Một là những cái file của các bạn tạo ra nằm ở những cái file khác, hoặc là những cái file thư viện của chương trình đã làm sẵn cho các bạn và các bạn chỉ cần gọi và thực hiện cái file đó. Khi các bạn include một cái file bất kỳ vào thì nó sẽ chèn nguyên cả cái đoạn code của cái file đó vào theo đúng thứ tự mà các bạn đặt. Ví dụ như các bạn include file stdapic.h là cái file mà chúng tôi đã tạo ra ở trong thư mục header file. Thì khi biên dịch, nó sẽ biên dịch trước những cái file này. Nó biên dịch những cái file này trước, sau đó nó chèn vào. Tiếp theo, chúng tôi include file memory.h thì nó cũng sẽ biên dịch cái file memory.h này chèn sau cái file stdapic.h. Và cứ thứ tự như vậy, nó sẽ biên dịch những cái file mà các bạn include theo đúng thứ tự mà các bạn đã đặt include. Tiếp theo là cái vùng để các bạn khai báo cái biến toàn cục. Biến toàn cục là cái biến như thế nào? Là tất cả những cái hàm hay bất kỳ ở nơi đâu của chương trình của bạn đều nhìn thấy những cái biến này. Đó là biến toàn cục. Sau đó, khi các bạn đã khai báo hết tất cả những biến toàn cục ở trên đầu, chỉ có sau cái phần include thôi, thì đó là cái vùng các bạn khai báo những cái hàm. Các bạn khai báo hàm thì trong chương trình C không chấp nhận khai báo hàm lồng hàm, có nghĩa là nó không chấp nhận các bạn khai báo một cái hàm nằm ở trong một cái hàm. Các bạn có thể đặt cái hàm khai báo nhiều hàm, nhưng các bạn chỉ có duy nhất một hàm main. Có nghĩa là hàm main này các bạn chỉ có duy nhất một cái hàm main thôi. Hàm main có khá nhiều cái loại, ví dụ như void main, in main, float main gì đó, tùy theo các bạn khai báo. Và cái thông số này thì chuẩn của nó sẽ là dẫn xuất ở một cái file ở ngoài để các bạn nhập ở ngoài file vào. Đó là cấu trúc của một cái chương trình C. Thì ở đây chúng tôi làm demo cho các bạn cái chương trình phương trình bậc 2, tính nghiệm của phương trình bậc 2. Thì chúng tôi cần là file thư viện, file match.h. File match này dùng để tính toán, ví dụ như tính căn bậc 2, vân vân. Conio.h là dùng, ở đây chúng tôi chỉ dùng mỗi một cái hàm duy nhất, đó là cái hàm get để dừng chương trình. Khi các bạn chạy chương trình, xuất ra kết quả, nó sẽ dừng để cho các bạn xem. Tiếp theo, chúng tôi khai báo một cái array. Cái array myArray này là chúng tôi chỉ demo cho các bạn xem, đó là một cái biến cục bộ và ở đâu nó cũng nhìn thấy. Cái thứ hai là cái enum có tên là ErrorCode. Thì mục đích của chúng tôi sử dụng ErrorCode để làm gì? Là để cho các bạn
hiểu rõ hơn về cái error code này. Vì chapter trước chúng tôi nói cũng chưa được rõ ràng, để làm rõ hơn thì trong chapter này chúng tôi sẽ nói từng phần tử trong cái enum nó có nghĩa như thế nào. Sau đó chúng tôi khai báo cái biến có tên, biến float có tên là m delta và m can delta, và một cái array có tên là, chúng tôi kế thừa lấy theo cái tự định nghĩa là my array. Tôi lấy my array, ở đây tôi khai báo my array có hai phần tử, và cái m array nghiệm này là kiểu my array, do đó nó, cái my array nghiệm này cũng sẽ có hai phần tử. Sau đó chúng tôi khai báo một cái hàm. Cái hàm này tính delta có ba thông số là ABC. Mỗi thông số này là một cái kiểu float và trả ra là một kiểu integer. Tại sao chúng tôi trả ra một kiểu integer? Kiểu integer trả ra chẳng qua là chúng tôi muốn trả ra cái error code. Các bạn thấy ở trên đây, cái error code là một kiểu enum, nó có ba phần tử là vô nghiệm, có một nghiệm và có hai nghiệm. Thì thực ra vô nghiệm chính là cái số 0, có nghĩa là nó kiểu integer và nó được gán hằng số là bằng 0. Và có nghiệm thực ra nó là một kiểu integer và hằng số có hằng số là bằng 1, và tiếp theo có hai nghiệm là bằng 2. Vì vậy khi mà một cái hàm chúng ta khai báo là một kiểu integer và chúng ta return về vô nghiệm, có nghĩa là chúng ta đã trả ra cái hàm này có giá trị là bằng 0. Còn nếu mà chúng ta return có một nghiệm thì thực ra là chúng ta return cái hàm này về giá trị bằng 1. Và tương tự ở dưới này là chúng ta return về nghiệm bằng 2. Vậy thì bây giờ các bạn đã có thể hiểu cái error code có cấu trúc như thế nào. À xin lỗi các bạn, kiểu enum có cấu trúc như thế nào. Thì ở đây khi mà chúng ta truyền vào ba thông số ABC, chúng ta tính cái m delta này. M delta này có nghĩa là chúng ta đã tính delta bằng b bình phương trừ 4ac. Thì nếu mà delta âm thì chúng ta trả ra vô nghiệm. Thực ra vô nghiệm là một kiểu integer không như chúng tôi đã nói ở trên. Nếu bằng 0 thì sẽ có một nghiệm. Mà nếu mà nhọn 0 bằng 0 và ngược lại còn lại là có hai nghiệm. Giá trị delta chúng ta đã chứa vào cái biến m delta. Vì vậy chúng ta trả ra cái delta này, tính toán và trả ra chỉ trả ra là có nghiệm hay không có nghiệm thôi. Tiếp theo chúng ta tính căn delta. Thì nếu mà delta bằng 0, xin lỗi các bạn, nếu delta nhọn 0 thì chúng ta sẽ trả ra là không có tính được nghiệm, nên chúng ta trả ra là vô nghiệm. Còn nếu mà khác thì căn delta sẽ bằng căn của m delta và return là có nghiệm. Ở đây chúng tôi gộp chung là có hai nghiệm và có một nghiệm là như nhau, tại vì khi chúng ta tính ra thì nó cũng sẽ đưa vào cái array nghiệm này, nó sẽ đưa vào cái array nghiệm, thì array nghiệm này sẽ chứa hai cái nghiệm mà chúng ta sẽ tính. Bây giờ chúng ta tính nghiệm, thì nếu mà chúng ta nhập vào một số ba số ABC, nếu tính delta mà bằng vô nghiệm thì chúng ta sẽ trả ra là vô nghiệm. Còn nếu mà chúng ta tính có một nghiệm thì cả hai nghiệm này sẽ bằng trừ b trên 2a. Còn nếu mà chúng ta căn delta mà dương, xin lỗi các bạn, delta mà dương thì chúng ta sẽ tính căn delta và
tính nghiệm thứ nhất, tính nghiệm thứ hai đưa vào cái array chứa hai nghiệm này. Thì trong hàm main chúng ta sẽ cho người ta nhập vào ba số ABC kiểu float. Chúng ta sẽ dùng hai hàm là printf là để hỏi người ta hãy nhập đi, và hàm scanf chúng ta sẽ lưu cái giá trị mà người ta vừa nhập vào từ bàn phím vào màn hình, nhập vào biến A, biến B, biến C theo thứ tự như vậy. Sau đó chúng ta gọi hàm tính. Thì các bạn thấy trên cái hàm tính này chúng ta đã tính delta, tính căn delta. Do đó chúng ta ở cái hàm main này chúng ta không cần gọi hàm tính delta hay căn delta nữa, mà cái hàm chính của chúng ta chính là hàm tính x. Thì khi mà chúng ta truyền thông số là A, B, C là ba cái số vào đây, thì thứ tự nó sẽ nhập A vào, B vào, C vào, và nó truyền vào cái hàm tính x này. Thì khi đó, khi nó truyền vào cái hàm tính x, thì A sẽ, cái thông số này các bạn có thể ghi là B, C, D, E, F, G, H hay một cái tên bất kỳ nào đó. Nó chỉ truyền đúng theo cơ chế là cái thông số thứ nhất truyền vào thông số thứ nhất, thông số thứ hai truyền vào thông số thứ hai, và cứ thứ tự như vậy, nó truyền vào đúng theo thứ tự. Khi nó truyền vào thì bắt đầu chúng ta tính, gọi hàm tính delta. Nếu nó vô nghiệm thì nó trả ra luôn. Còn nếu mà có một nghiệm thì nó tính ở dưới. Còn nếu có hai nghiệm thì nó bắt đầu nó tính hai nghiệm này. Sau đó chúng ta sẽ xuất ra màn hình. Thì các bạn thấy cái cơ chế để mà thực hiện một chương trình C là hết sức đơn giản. Và các bạn thấy rằng thêm một điều các bạn chú ý nữa là trong một hàm hay là trong một chương trình thì thứ tự để khai báo một biến hay khai báo một hàm đều như nhau cả. Ví dụ như trong một chương trình hay trong một file thì trên đầu cùng sẽ là cái vùng để các bạn include những cái file vào. Sau đó là những cái biến, nếu ở ngoài tất cả các hàm thì đó chính là biến toàn cục. Còn nếu ở trong một cái hàm nào đó thì đó chính là biến cục bộ. Và biến cục bộ chỉ tác động vào cái trong cái thân của cái hàm đó thôi. Ví dụ như các bạn thấy ở trong cái hàm main, thì hàm main chúng ta khai báo ba cái biến ABC, và ba cái biến ABC này thì tất cả những cái hàm khác đều không nhìn thấy ba biến ABC này. Có nghĩa rằng cấu trúc ở trong hàm cũng vậy, có nghĩa là trên đầu cùng sẽ là khai báo biến, sau đó là gọi hàm. Trong hàm thì không được khai báo hàm nữa mà chỉ có gọi hàm thôi. Thì chúng ta như ở đây tất cả hàm printf cũng chính là cái hàm mà chúng ta gọi ở trong thư viện. Scanf chúng ta cũng gọi thư viện. Còn hàm tính x này là chúng ta gọi cái hàm mà chúng ta tính ở trên đây. Bây giờ mời các bạn hãy nhấn phím F7 để biên dịch chương trình, sau đó các bạn nhấn F5 để chạy thử chương trình. Sau đó các bạn enter thì nó sẽ xuất nghiệm cho các bạn. Hy vọng các bạn có thể xem chương trình này và tự làm cho mình một cái chương trình đơn giản khác theo đúng cái cấu trúc bắt buộc của ngôn ngữ C. Chương trình hướng dẫn sử dụng C trong chapter này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.